con bê để ra bàn đi, con bê để ra bàn xong là to đúng không tí. Thôi mắm ơi, mắm chỉ đem mắm. Chỉ đem đặt mua rả ra hấu ngoan là tí. Mắm à. Thôi được rồi, để lên bàn đi. Đây. Rồi, xong nhá, mình mổ nhá. Mình mổ cái hấu nhá. Bây giờ được mổ. Ok. Quay ra đi ạ. Mời Thóc ăn chưa hấu. Rồi, rồi con để xuống bàn nào. Để xuống bàn. Rồi ngồi xuống. Hình ngôi sao, hình trái đi. Hình vuông, hình tròn. Ai cắt cho con? Mẹ. Ôi trời ơi, thế con chỉ cho mẹ đâu là hình ngôi sao? Đây. Rồi cầm lên cho mẹ xem nào. Chỉ cho các bạn xem đấy, không phải hình ngôi sao. Ngôi sao này. Đúng rồi. Hình ngôi sao có 5 cái cánh không ạ? Có cánh để bay lên trời. Đúng rồi, chứ còn đâu hình trái tim đâu. Đây đây. Đúng rồi, trái tim. Trái tim cho bố mẹ. Ừ, trái tim cho bố mẹ. Rồi tiếp còn hình gì nữa nhỉ? Còn những hình gì nữa? Cái hình gì? Hình vuông. Nào, xem có đúng hình vuông không? Có. Ờ, hình vuông. Hình vuông con nhé. Con cái này. Hình chữ nhật. Ờ, nhưng mà mẹ chưa nhìn rõ thì hình chữ nhật không? Con có thể cho đâu, mẹ xem nào. Đúng rồi nhỉ, hình chữ nhật rồi. Hình chữ nhật để bay lên cao. À, bay lên cao rồi. Thế còn hình gì nữa? Còn bàn tay quá tăng. Hình còn hình gì nữa thì bỏ ra xem nào. Đây. Mẹ cho Thóc mấy hình đấy cơ mà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 hết. Đâu, cái hình tròn đâu? Ờ, đây. Con lấy không? Không, để đấy. À, đây nha, để mẹ lấy cho các bạn xem nhá. À, đúng rồi, bỏ ngôi sao ra. Đây, hình tròn này Thóc là. Ừ, biết này. Rồi. Ờ, vâng, biết rồi chứ. Vâng, con biết rồi. Đúng như hấu. Đúng như hấu quá. Đúng như hấu cả cam. Thế được rồi, thế bây giờ chỉ cho mẹ xem nào. Hình gì đó nhỉ? Hát bằng tay. Hết chị hình rồi. Đây đấy, nhá. Ngôi sao này. Đây là hình trái tim. Chỉ điểm. Tam giác này. Đây là hình trái tim này. Ôi ơi. Đây là hình tròn này Thóc này. Ơi, hình tròn này. Đừng lấy đứng. Không Thóc không lấy của Thóc mà. Thế bây giờ Thóc có muốn ăn không? Nhưng mà không đâu. Tại sao? Cái gì sẽ đố kìa. Thế tối làm sao khi mẹ vẫn còn một nửa có dưa hấu cho Thóc nữa mà. Thóc cứ ăn đi. Ăn hết cái này rồi bổ thêm cái này. Ừ. Thóc ăn đi. Cái đi mà. Rồi. Để đánh cho mẹ. Ừ. Để đánh cho mẹ nhá. Ừ. Nhưng cứ sao để đánh. Ừ. Thế ăn hình gì? Đây, hình nhạc. Hình tròn. Quả dưa hấu có hình gì nhỉ? Tròn. Hình tròn nhưng mà ăn ngọt không? Có. Ăn có. Ăn đi. Rồi, đưa đây mẹ, mẹ xin miếng nha. Mẹ xin miếng nha. Mẹ ăn đi. Rồi, mẹ xin. Mẹ cảm ơn Thóc. Trái tim của mẹ. Ừ. Còn hình này thì... Hình gì ạ? Đổ bây giờ con ạ. Như tài đây. Ừ. Ngon ý. Ngon lắm. Ngon là đấy. Ừ. Cháu mà sẽ mua dưa hấu khác đi. Mua dưa hấu gì bây giờ? À, mua dưa hấu màu vàng, mua hấu màu
nó ăn hết nó lại ra xin ăn đấy. Ăn hết một chút là gì à? Hình ngon. Hình gì? Hình gì? Hình gì? Hóc ăn. Mắm lại ra xin nhưng mà mắm có ăn đâu. Mắm. Em thích đòi ăn. Em thích đòi ăn à? Đây là em chưa ăn hết miếng cũ này, em hư quá. Chưa ăn đi. Không thấy ăn đâu hầu. Hóc chỉ ăn miếng quân không. Đây còn hình tam giác và hình chữ nhật này không này. Không có hình tam giác. À quên, hình ngôi sao. Đây hình này không ăn đi. Có vị gì đây? Có vị gì? Có vị quất nè. Có vị ngọt. Nó có vị quất là sao à? Ừ. Có thấy vị quất. Ừ. Mẹ ơi, vị quất ở đâu? Ở trong quả dưa hấu. Mẹ. Ừ. Thế mẹ ướp chưa? Mẹ chưa. Rồi. Ừ. Các bạn ăn dưa hấu à? Ừ, các bạn ơi, các bạn ăn dưa hấu với thóc này. Dưa hấu, các bạn đang đói thì ăn dưa hấu. Ừ, ăn dưa hấu với thóc nha. Hôm nay thóc học được rất nhiều hình từ từ quả dưa hấu đây. À, các bạn. Tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn vào những video sau.